Bạch Thế Tôn, vì địa giới không sanh không diệt, vì thủy hỏa phong không thức giới không sanh không diệt. Bạch Thế Tôn, vì vô minh không sanh không diệt, vì hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử không sanh không diệt. Bạch Thế Tôn, vì bố thí ba la mật đa không sanh không diệt, vì tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa không sanh không diệt. Bạch Thế Tôn, vì pháp không nội không sanh không diệt, vì pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, không sanh không diệt. Bạch Thế Tôn, vì chân như không sanh không diệt, vì pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, không sanh không diệt. Bạch Thế Tôn, vì bốn niệm trụ không sanh không diệt, vì bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, không sanh không diệt. Bạch Thế Tôn, vì thánh đế khổ không sanh không diệt, vì thánh đế tập diệt đạo không sanh không diệt. Bạch Thế Tôn, vì bốn tịnh lự không sanh không diệt, vì bốn vô lượng bốn định vô sắc không sanh không diệt. Bạch Thế Tôn, vì tám giải thoát không sanh không diệt, vì tám thắng xứ chín định thứ đại mười biến xứ không sanh không diệt. Bạch Thế Tôn, vì pháp môn giải thoát không không sanh không diệt, vì pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện không sanh không diệt. Bạch Thế Tôn, vì năm loại mắt không sanh không diệt, vì sáu phép thần thông không sanh không diệt. Bạch Thế Tôn, vì pháp môn tam ma địa không sanh không diệt, vì pháp môn đà la ni không sanh không diệt. Bạch Thế Tôn, vì mười lực Phật không sanh không diệt, vì bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng không sanh không diệt. Bạch Thế Tôn, vì quả dự lưu không sanh không diệt, vì quả nhất lai bất hoàn A-la-hán không sanh không diệt. Bạch Thế Tôn, vì quả vị độc giác không sanh không diệt. Bạch Thế Tôn, vì trí nhất thiết không sanh không diệt, vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không sanh không diệt.